ta đang học cái bước đầu tiên là gì để chúng ta ra ngoài đường chúng ta xử lý được, nhớ chưa? Đây, nhìn vào đây nè. Đúng rồi. Thôi giả đi em, giả nhanh tay, đường thẳng đến đâu giả nhanh đến đấy. Đúng rồi, giả thẳng. Rồi giờ em lại tiếp tục chuyển chân, rút côn nhá, nhẹ nhẹ lên tay cầm cần số. Đúng rồi, em cứ đều chân em đi, cứ bình tĩnh lên đến đâu. Bây giờ thầy bảo lên số thì em đạp côn nha, rất khoát và rút ga ra, nhớ chưa? Lên 2. Đúng rồi, côn ra thì ga vào đi em, côn ra dần ga vào luôn. Rồi côn xuống, chuyển chân về 1. Rồi cứ để nó trôi, đừng rút côn nữa nhá. Rồi em đánh tay lái, xoay tròn đi, hai tay hỗ trợ nhau nào, đánh tròn. Đúng rồi, chuyển tay, nhìn đầu, nhìn đầu, nhìn đầu, không bao giờ được nhìn gương nhé, khi quay